Thầy chào các em học sinh lớp 7. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 về tính chất của giải tỉ số bằng nhau tiếp theo. Cho giải tỉ số bằng nhau 2a cộng b cộng c cộng d chia a bằng a cộng 2b cộng c cộng d chia b bằng a cộng cho b cộng 2c cộng d chia c bằng a cộng b cộng c cộng 2d chia d với a b c d khác không, a cộng b cộng c cộng d khác không, a cộng b khác không, b cộng c khác không, c cộng d khác không, d cộng a khác không. Tính giá trị của biểu thức m bằng a cộng b chia c cộng d cộng cho b cộng c chia cho d cộng a cộng cho c cộng d chia a cộng b cộng cho d cộng a chia b cộng c. Rồi bây giờ này, các em để ý nè, nếu chúng ta cộng với mẫu lại là a cộng b cộng c cộng d chưa, còn tử cộng lại với nhau là đây 1 2a là 3a này, 4a 5a chưa, rồi để b 2b là 3b, 3b 4b 5b chưa, rồi c c tương tự cũng là 5c, d cũng là 5 5d, đặt 5 ra ngoài rút gọn dưới mẫu với a cộng b cộng c cộng d là bằng 5. Nó từ đây chúng ta sẽ tìm mối quan hệ. Rồi bây giờ theo tính chất của giải tỉ số bằng nhau ta có là 2a cộng b cộng c cộng d chia cho a thì bằng là a cộng cho 2b cộng cho c cộng d chia cho b bằng a cộng cho b cộng cho 2c cộng d chia cho c bằng a cộng b cộng c cộng cho 2d chia cho d, rất là dài nha. Rồi cộng tử với nhau nè, tử cộng với nhau được là 5 a cộng cho 5b cộng cho 5c cộng cho 5d. Ở dưới mẫu là cộng lại với nhau là a cộng b cộng c cộng d, đặt 5 ra ngoài ở trong là còn a cộng b cộng c cộng d, dưới mẫu là a cộng b cộng c cộng d. Kết quả cho này bằng 5 chưa, bằng 5. Ở đây mình suy ra được là gì đây, suy được là mỗi cái này bằng bằng 5. Vậy là a cộng cho b cộng cho c cộng cho d, 2a cộng b cộng c cộng d bằng 5 này, bằng 5 trên a bằng 5 đúng không, chia a bằng 5 thì nhân lên là 5a này đó. Chỗ nào tương tự là 2a cộng 2b, a cộng 2b cộng c cộng d thì bằng 5b. Chỗ này thì là a cộng cho b cộng cho 2c cộng cho d thì bằng 5c. Và cuối cùng cái này là a cộng cho b cộng c cộng cho 2d bằng 5d. Này ghi số 1, này số 2, này số 3, số 4. Thì em thấy nè, nếu ta lấy 2 trừ 1 đi, 2 lấy 1 trừ 2 đúng không, 1 trừ 2 2 trừ 1 như nhau à, lấy 2 trừ 1 thì được là bao nhiêu, là được là b trừ a đúng không. 2 trừ 1 này, 2 trừ 1 được là b trừ a đúng không, b trừ a. 2b trừ cho b là còn b, a trừ cho 2a là trừ a này, c cộng c trừ c hết này, d trừ d hết này, bên đây là 5b đúng không, 5b 5 ở đây là 5b đúng không, bên đây là 5b này, 5b trừ cho 5a, nên chỗ này sẽ là, từ từ chúng ta biến đổi thêm một dòng nó đi, thêm một dòng nó hết trừ, thêm một dòng nó hết trừ nha. Rồi cái này nó hơi dài, mình phải xóa đi. Rồi cái này tương đương nè, tương đương cái này chúng ta chuyển nó qua bên, chuyển 2a qua phải nha, là còn b cộng c cộng d là 5a trừ 2a là còn 3a này, còn cái này là chuyển 2b qua phải nha, là a cộng cho c cộng cho d thì 5b trừ cho 2b là còn 3b. Tương tự mình có là a cộng b cộng d thì 5c trừ 2c là còn 3c, và cuối cùng cái này là a cộng cho b cộng c thì bằng là 5d trừ 2d là còn 3d. Này số 1, này số 2, này số 3, này số 4. Rồi em xem nè, thầy lấy 2 trừ 1 đi, 2 trừ 1 vế thừa vế, lấy
lấy 2 trừ cho 1 ta được. Được gì đây? Lấy 2 trừ 1 thì cái này là thành là A trừ B, C trừ CH này, D DH chưa? Là A trừ cho B thì bằng gì đây? A trừ B bằng gì? Bằng 3B trừ cho 3B trừ cho 3A. Được không? 3B trừ 3A. Rồi bây giờ thì mình xử lý nè. Tương đương nha, tương đương cái này là bao nhiêu? Chuyển trừ 3A qua bên trái là 4A nha. Chuyển trừ B qua phải là 4B. Vậy thì 4A bằng 4B thì A bằng B. Một cái. Rồi tiếp tục. Thì lấy 2 trừ 3 đi. 2 trừ 3, 3 trừ 2 cũng được. Lấy 2 trừ cho 3. Được chưa? Ta được. Được gì đây? 2 trừ 3 này, A trừ A mắc chưa? Là B trừ C. B trừ C, D trừ D mắc rồi. D trừ D là mắc này, còn 3C trừ cho 3B. Tương tự cái này chúng ta cũng biến đổi được là B bằng C, được không? B bằng C. Và tiếp tục thầy lấy 3 trừ 4. 3 trừ 4 thấy không? Lấy 3 trừ cho 4. Suy đây. 3 trừ 4 thì A trừ A mắc, B trừ B mắc, còn lại là C trừ cho D thì bằng 3D trừ cho 3D trừ cho 3C thì tương tự cái này chúng ta cũng tìm được là C bằng D. Được không? Rồi. Từ đây mình suy được gì? A bằng B, B bằng C. Rồi C bằng D, C được là A bằng B bằng C bằng D. Đó, cái này là muốn xong rồi đó. Bây giờ thay vô đâu? Thay vô đây. A bằng B bằng C bằng D rồi thì cái này thay vào là được mấy đây? Kết quả là mấy? Sẽ là bằng 1 nè, 1 nè, 1 1 1. Vậy suy ra M sẽ bằng mấy đây? 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy M bằng 4. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.